Ok, và hết chơi bạn cho mày vậy chắc của mình và mình đừng mất đi. Ok, mình sẽ tiếp tục với tiếp phải vô đây. Vô này chỗ này. Đây sẽ phải cần gạt. Ui. Trend house on chứ. Turn holic chip. Ok, có chạy là có chuyện rồi. Có chạy là có chuyện rồi. Bất đồng. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. What the... And it lies well beyond the refinery. Cái điều gì đây? It lies beneath the very stone of Brennenburg. Ew. Ok, đánh thẻ thôi. Yo, in the box. Ok, 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 ok. I'm fucking fine. Xem cuốn sách sao nhỉ? Ok. Ish, con dán. No. Oh, yo, không cướp. Chụp. Larry. Chụp. Rồi mình check xem coi coi có cái gì không. Ý. Hết mẹ rồi. Là cái gì này? Laboratory. Cell. Where should I go? What the fuck? Ai kêu thế? Ai kêu thế? Má cho nhiều cửa nhỉ?
Cái gì bản thức bất tận thú vị nhỉ. Cái cửa này bự nè, đi vào bên trước đi. Ok. Ui. Interesting. Nó vui vẻ. Thấy thú vị ở đây. Thôi. Em không liên quan đến thứ đấy. See, my first attempt to use at the atfitical nhân tạo the former tôi nghĩ là mẹ làm cái thuốc gì đấy nó ảnh hưởng của ba rồi, nhưng mà nó đang thiếu một cái gì đó mà đang nó đang cần cái lỗ thuốc.
Thì là nói về một cuộc thí nghiệm như đó. And one heart, Aquafortis. Đèn mình phát sử dụng không được. Để mình xài hết đèn này. Mãi biết tôi xóa đúng không? Mà mày cứ đùa hết đùa như thế nha. Không có gì cả đâu. Ok. Đi ra đây rồi. Cho bắn đây. Đây. Nhớ. Đà đe cũng cái thí nghiệm gì đó dưới đây. Rồi dưới thí nghiệm. Yeah, yeah. Có lẽ anh chân ok là xong hai một phòng nữa lên đây. Ok. Anybody here? 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition. Later that evening, tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. Okay. Này mình có xài headphone còn ngủ chứ chẳng có gì nữa thì chỉ ít gì cùng làm chiếc kia là hết thôi. Ôi, đúng là Alexander nhá. Alexander nó bị cục này, giống như nhà này.
Ghế máy. Này cái gì đó. May 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Rồi nó ghê rồi. Đeo. Tìm thấy các bạn. Này cái gì các bạn ơi, oh my god, ôi cái hồn mà chả làm sao sao không. Mấy con giòn đấy. Nào có gì luôn. Ha giặc chứ. Ồ, như này là hơn 1.000 mấy. What is that noise?
Thì nó khó ở chỗ này đi. Thế không thấy lại. Đã nó sạch. Không cả đằng này. Có mày. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. Oh, yeah, okay. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. What? It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Oh. I reached out, closing it in my hand. Oh my god! The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Cho tác phẩm. Centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Yeah. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Cái này đi được không? Okay. Tìm nhau nhỉ. Crucial. Ê, mày đi đâu? Show me the way, nigga.
cùng cái loại dòng trước mắt luôn. Cái chắn là cái này sẽ không cái gì nó gây hẹn. Maybe thôi nhé. Anybody there? Anyone? Someone? Okay. Lại gì? Quên. You want to do. Tàu có rồi đấy. Ok. Chứ mình có tình ở đây. Ủa kể thêm hai các bạn có tập thứ hai để mình là highlight và mình subscribe. Ok. Tạm biệt các bạn.